những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Danh sách những đội bóng đã giành vé sớm dự vòng chung kết Euro 2024 được tổ chức tại Đức vào năm sau. Vòng loại Euro 2024 đang diễn ra hết sức sôi động. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu, 53 đội tuyển được chia thành 10 bảng, 7 nhóm 5 đội và 3 bảng 6 đội. 20 đội đứng nhất và nhì các bảng sẽ đủ điều kiện tham dự vòng chung kết. Ngoài ra, vẫn còn có 12 đội tham dự vòng play-off tranh vé dự vòng chung kết Euro 2024 dựa trên thành tích của họ tại Nations League 2022-2023. Thứ tự ưu tiên là những đội nhất bảng của các League A, B và C. Ban tổ chức đã xác định được 9 đội bóng giành vé dự vòng chung kết Euro 2024 gồm Đức, chủ nhà, Bỉ, bảng F, Pháp, bảng B, Bồ Đào Nha, bảng G, Tây Ban Nha, bảng A, Scotland, bảng A, Thổ Nhĩ Kỳ, bảng D, Áo, bảng F và Anh, bảng C. Trong trường hợp một trong số các đội này đã có vé từ vòng loại, suất dự play-off tranh vé vòng chung kết sẽ được đẩy sang đội có thứ hạng tốt nhất kế tiếp trong cùng league, rồi chuyển sang các league tiếp theo A, B, C, D. Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã xác định được 9 đội bóng giành vé dự vòng chung kết Euro 2024 gồm Đức, chủ nhà, Bỉ, bảng F, Pháp, bảng B, Bồ Đào Nha, bảng G, Tây Ban Nha, bảng A, Scotland, bảng A, Thổ Nhĩ Kỳ, bảng D, Áo, bảng F và Anh, bảng C. Theo lịch của vòng loại Euro 2024, giữa tuần này sẽ diễn ra các lượt trận tiếp theo. Kết thúc các lượt trận diễn ra ở đợt FIFA Days tháng 11, ban tổ chức sẽ xác định thêm những đội bóng nữa có vé tới Đức. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.